Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mới đây dư luận không khỏi bàng hoàng về vụ việc một sư thầy có hành vi sai trái trong chùa. Sư thầy này có hành vi không chuẩn mực đối với một nữ Phật tử. Điều đáng nói là Phật tử nữ này chính là đệ tử được sư thầy nhận nuôi bao bọc từ tấm bé. Nhà sư thích gái còn nguyên nhận nuôi Phật tử nữ để chiếm đời con gái. Tọa lạc tại số 112 đường 3/4 thuộc địa bàn phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ngôi chùa mang tên Tử Vân được xây dựng từ năm 1968. Khi bước vào cổng chùa, du khách đã nhận ra một không gian tĩnh lặng của chốn thiền tu. Thế nhưng trụ trì ngôi chùa này là nhà sư Thích Thông Anh, tên khai sinh là Nguyễn Nhanh, đang bị những Phật tử của chính mình tố cáo đã có hành vi hiếp dâm trẻ em nhiều lần và trong một thời gian dài. Nạn nhân là cháu K, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1994, trú xã Thành Hải, thành phố Phan Giang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Do gia đình cháu K là Phật tử của chùa Tử Vân nhưng là hộ nghèo, nên từ năm 2006, ông Nguyễn Nhanh, pháp danh Thích Thông Anh, nhận cháu K về chùa nuôi dưỡng. Tuy mới 13 tuổi và đang là học sinh lớp 7, nhưng cháu K rất phổng phao. Sư phụ đã không kìm nổi những dục vọng thấp hèn. Từ năm 2007, cháu K thường xuyên bị sư phụ này ép quan hệ tình dục, khi thì ngay tại chùa Tử Vân, lúc lại ở nhà riêng của nhà sư tại xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh. Sợ bị bại lộ nên đầu năm 2008, ông Nhanh giả vờ cho cháu K về sống với cha mẹ tại thành phố Phan Giang, Tháp Chàm, nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi cháu K đến để quan hệ. Ngày 26 tháng 12 năm 2009, ông Nhanh gọi điện thoại nói cháu K đến chùa Tử Vân gặp sư phụ có việc gấp. Ngay lập tức, cháu K bắt xe đò từ thành phố Phan Giang, Tháp Chàm đến chùa Tử Vân tại Cam Ranh. Nhưng không phải có chuyện gấp mà đêm hôm ấy, sư phụ tiếp tục thỏa mãn tình dục với cháu K. Đến sáng 27 tháng 12 năm 2009, cháu K về nhà trong tâm trạng phơ phạc. Thấy lạ, bà Phan Thị Hà, mẹ của cháu K gặng hỏi. Sau một hồi ấp úng, cuối cùng cháu K đã kể lại toàn bộ sự thật là đã bị sư phụ quan hệ tình dục nhiều lần trong suốt thời gian từ năm 2007 đến năm 2009. Quá bức xúc trước hành vi hiếp dâm nhiều lần của nhà sư Thích Thông Anh đối với con gái, bà Phan Thị Hà làm đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Ninh Thuận. Do vụ việc xảy ra tại chùa Tử Vân, nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận và lập hồ sơ chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cam Ranh để xử lý theo quy định của pháp luật. Biết được thông tin, công an thành phố Cam Ranh đang thụ lý vụ việc theo nội dung tố cáo của công dân. Ngay lập tức, nhà sư Thích Thông Anh đã cùng với 4 thầy tu khác ở chùa Tử Vân, gồm các thầy Giác Không, Trúc Lạc, Trúc Kỳ và Giác Quốc, thường xuyên đến gia đình nạn nhân tại thôn Tân Sơn 2, xã Hải Thành, thành phố Phan Giang, Tháp Chàm để thương lượng, xin khắc phục hậu quả và đề nghị gia đình nạn nhân rút đơn tố cáo. Tuy nhiên, thời gian đầu, gia đình nạn nhân không chấp nhận thương lượng của nhà chùa mà tìm đến Trung tâm Tư vấn Pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận nhờ giúp đỡ. Nhận được đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của bà Phan Thị Hà, Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận đã cử luật sư Hứa Thanh Ca, đoàn luật sư tỉnh Ninh Thuận, kiêm giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp lý tỉnh Ninh Thuận trực tiếp tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp miễn phí cho cháu Ca do nạn nhân bị hiếp dâm khi chưa thành niên, 13 tuổi. Sau nhiều lần đàm phán, thấy nhà sư này có thái độ ăn năn hối cải, đồng thời cam kết sẽ nguyện tịnh tu theo đạo pháp của nhà Phật, đồng thời xin bồi thường cho nạn nhân 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả do hành vi giao cấu với cháu Ca. Luật sư Ca cũng đã mềm lòng trước sự hối hận của nhà sư này, cũng như 4 nhà sư của chùa Tử Vân, nên đã thuyết phục gia đình nạn nhân bỏ qua vụ kiện, trực tiếp nhận 200 triệu đồng từ tay nhà sư, đồng thời rút đơn tố cáo. Do đó, hồ sơ vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cam Ranh thụ lý nhưng phải tạm xếp hồ sơ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi thấy nhà sư này lại tiếp tục trở chứng, không tịnh tu như đã cam kết mà có hành vi quan hệ bất chính với những nữ Phật tử khác của chùa Tử Vân, gây bất bình trong dư luận giới Phật tử tại địa phương. Do đó, mới đây, luật sư Hứa Thanh Ca chính thức gửi đơn tố cáo hành vi hiếp dâm trẻ em đối với nhà sư Thích Thông Anh đến Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa để xử lý nhà sư này theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như theo quy định của pháp luật. Đơn của sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải viết: năm 2018, với tư cách là trưởng ban một câu lạc bộ trong trường Đại học Giao thông Vận tải, có liên hệ về chùa Thanh Âm để giúp đỡ nhà chùa. Khi về chùa, đội sinh viên này đã bị thầy Thích đạo huấn dâm mồ. Sinh viên TA cho biết thêm, thầy bắt các nam sinh viên tắm cho thầy, rồi lúc em đang ngủ, thầy nhảy vào nằm cùng, ôm ấp, sờ vào bộ phận sinh dục. Bọn em rất sợ hãi nên phải thức trắng đêm để phòng thân. Sinh viên DT phản ánh nội dung tương tự.
Vào tháng 9 năm 2018, em có hoạt động tại chùa Thanh Âm. Sư thầy Thích Đạo Huấn đã có những hành vi dâm ô, đồi bại, không giống với một nhà tu hành với các sinh viên nhiều trường đại học. Em cũng là một trong những nạn nhân. Trước khi đi ngủ, các sinh viên khóa cửa cẩn thận. Tuy nhiên cũng theo DT, nửa đêm thầy Thích Đạo Huấn vẫn cậy cửa, mò vào, nằm giữa và sờ mó. Bọn em tức giận đã chửi mắng ông ta, nhưng ông ta giả vờ như không biết gì. DT bức xúc. Theo TA và DT, sư Huấn rất mê các bạn nam và không thích các bạn nữ. Mỗi lần có đoàn sinh viên về tình nguyện, sư này đều sắp xếp nam sinh viên ngủ gần phòng ông, nữ sinh viên thì ở phòng xa hơn. Nếu có chuyện gì thầy không ưa là văng tục, chửi mắng sinh viên thậm tệ, không đúng phẩm chất nhà tu hành. Thầy cũng bắt các bạn nữ vào tắm rửa cho thầy. Các sinh viên nói, anh DMG, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, cũng được cho là nạn nhân của thầy Thích Đạo Huấn. Năm ngoái, sư thầy Thích Đạo Huấn có về nhà tôi và tôi vào chùa. Khi vào chùa chơi, ông ta rủ tôi vào phòng riêng để xoa bóp, đấm lưng và có hành vi đụng chạm vào thân thể tôi. Khi tôi tắm, ông ta chụp ảnh tôi rồi gửi cho tôi. Tôi đã âm thầm điều tra thì biết được ông ta thường xuyên mở nhiều khóa tu, mời sinh viên về chùa, nhưng thực chất là để đàn đúm, lợi dụng các bạn nam sinh viên để dâm ô. Có không ít nam sinh viên chấp nhận làm đệ tử cho sư Thích Đạo Huấn, phục vụ nhu cầu tình dục cho ông này. Vì thầy chu cấp xe máy, tiền sinh hoạt, khi thầy cần gọi là nửa đêm từ Hà Nội cũng chạy về chùa. Ông ta không phải là nhà sư, đó là khẳng định của lãnh đạo xã Trung Tú và công an xã này về sư Thích Đạo Huấn. Ông Nguyễn Hùng Tráng, trưởng công an xã, và ông Nguyễn Đình Trọng, phó công an xã đều cho biết, chúng tôi đã nhiều lần mời sư Huấn ra xã làm việc, lập biên bản xác minh thông tin, thì được biết rằng ông ta không có giấy tờ chứng minh là người của giáo hội Phật giáo, thái độ bất hợp tác. Ban công an xã Trung Tú đã có báo cáo gửi công an huyện, ban trị sự Phật giáo huyện Ứng Hòa và các cơ quan chức năng vào ngày 21 tháng 5 năm 2018 với nội dung. Tháng 3 năm 2017, cán bộ và nhân dân địa phương tự đón ông Thích Đạo Huấn, Nguyễn Hồng Sơn từ chùa Triệu Khánh, phường Thanh Trì, Hoàng Mai mà không xin ý kiến của xã và huyện, không có hồ sơ chuyển sư của quận Hoàng Mai. Năm 2014, sư Huấn được đi học trường trung cấp Phật học nhưng do bản tính ngạo mạn, không tuân thủ phép tắc nên bị nhà trường cho thôi học vào ngày 23 tháng 5 năm 2017. Hiện tại, xã không lập hồ sơ tạm trú mà chỉ cho sư Huấn lưu trú. Phó công an xã Nguyễn Đình Trọng cho biết thêm, ngày 26 tháng 7 vừa qua, có 37 học sinh sinh viên của các trường Đại học Nông nghiệp, Bách Khoa và 8 học sinh ở xã Khai Thái, Phú Xuyên tụ tập về chùa Thanh Âm học khóa tu theo lời kêu gọi của sư Huấn. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã đã đến và yêu cầu họ giải tán vì sư Huấn không có giấy tờ tùy thân chứng minh mình là một nhà sư được bổ nhiệm về chùa. Ủy ban Nhân dân xã đã thuê xe khách đưa các sinh viên học sinh về lại nhà trường. Sẽ phải làm rõ chân tướng Thích Đạo Huấn là ai, con đường lôi kéo sinh viên về chùa của ông này, nỗi đau của vị trụ trì chùa Triệu Khánh, Thích Thanh Phúc, nỗi đau của người dạy dỗ ông Thích Đạo Huấn khi nhận về chùa là sư Thích An Hưng. Tại sao một kẻ không có chức sắc gì lại có thể trụ trì một ngôi chùa ngang nhiên như vậy? Ngày 31 tháng 7 năm 2019, thông tin trên các phương tiện thông tin nói về sự việc sư thầy Thích Đạo Huấn hiện ở chùa Thanh Âm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa bị tố có hành vi dâm ô đối với nam sinh viên khi về chùa. Sự việc ngay lập tức gây chấn động dư luận địa phương. Cụ thể, thông tin được lan truyền rằng có nhiều nạn nhân đã tố cáo sư thầy Thích Đạo Huấn có những hành động đúng mực. Thầy Huấn bị tố bắt các nam sinh viên tắm cho thầy. Thậm chí, có thông tin cho rằng lúc sinh viên đang ngủ, thầy Huấn vào nằm cùng, ôm ấp sờ soạn. Để rộng đường dư luận, trước những thông tin trên, sư thầy Thích Đạo Huấn đã có những phản hồi về sự việc. Sư thầy Thích Đạo Huấn, tên khai sinh là Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1989, quê ở làng So, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai. Sư thầy Huấn cho biết bản thân xuất gia tu hành từ chùa Triệu Khánh, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hiện mọi sinh hoạt Phật giáo của ông đều ở địa bàn quận Hoàng Mai.
lý giải về việc sinh hoạt Phật giáo ở Hoàng Mai nhưng lại xuất hiện sinh sống ở chùa Thanh Âm Ứng Hòa. Sư Huấn nói xuống chùa Thanh Âm chỉ để trông nom, thắp hương cúng Phật đỡ nhân dân, không nhận là trụ trì chùa. Việc sư Huấn về chùa Thanh Âm theo lời sư thầy này đã được sự chấp thuận của chính quyền địa phương. Khi xuống Ứng Hòa, sư Huấn chỉ xin bằng miệng đối với thầy trụ trì chùa Triệu Khánh là sư thầy Thích Thanh Phúc, chứ không có giấy tờ gì. Nói về chuyện bị nam sinh tố có hành vi không chuẩn mực, sư thầy Thích Thanh Huấn chia sẻ, do khu vực chùa Thanh Âm dân thưa, chùa đang xây dựng nhiều, nên có một số học sinh sinh viên về chùa, giúp từ 8 giờ sáng đến 20 giờ cùng ngày thì về nhà. Tôi không có bình luận gì cả, vì đấy là việc của thế gian. Họ nói nhiều lắm, nên chúng tôi không có bất kỳ bình luận chê trách điều gì, vì báo nói không chỉ đích danh ai ở đâu. Chúng tôi là người nên biết thế nào là đúng sai. Mọi việc sẽ có cơ quan chức năng điều tra làm rõ, sư Huấn nói. Theo vị sư này, chùa không mở khóa tu. Việc nam giới là học sinh sinh viên ngủ qua đêm tại chùa rất hiếm khi xảy ra. Và việc này nếu có phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Liên quan đến sự việc này, thông tin từ ông Nguyễn Đình Trọng, Phó trưởng Công an xã Trung Tú cho biết, chùa Thanh Âm được xây dựng từ năm 2012 và từ khu xây dựng đến nay có hai nhà sư về trụ trì, nhưng đều bỏ đi do không đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Theo ông Trọng, sư Huấn được nhân dân thôn Trần Kỳ, nơi chùa tọa lạc, tự ý đón về vào tháng 3 năm 2017. Sư Huấn về địa phương cũng không tham gia trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa. Khi Ủy ban Công an xã tới làm việc, sư Huấn cho biết chỉ về trông nom chứ không phải trụ trì, ông Trọng thông tin. Đáng chú ý, theo Phó trưởng Công an xã Trung Tú, ngày 15 tháng 7, sư thầy Huấn có đơn xin tổ chức khóa tu hè cho các học sinh sinh viên năm 2019. Tuy nhiên không được chính quyền sở tại đồng ý vì chưa đủ thủ tục. Tuy nhiên sư Huấn không phối hợp với lực lượng và không ký vào biên bản. Cách đây 8 ngày, Ủy ban Nhân dân xã Trung Tú phối hợp cùng với Công an huyện Ứng Hòa kiểm tra tại chùa Thanh Âm thì phát hiện 37 người lạ là các học sinh sinh viên tại một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội và ở xã Khai Thái đến lao động và tu tập. Qua làm việc, nhà chùa thông báo số học sinh sinh viên này chỉ đến tu tập đến 20 giờ thì về. Theo ông Trọng, thầy Thích Thanh Phúc, trụ trì chùa Triệu Khánh đã có văn bản gửi công an về việc cắt xóa khẩu của sư Thích Đạo Huấn tại đây bởi tự ý rời khỏi chùa. Vị phó công an xã Trung Tú cho biết hiện chính quyền địa phương chưa nhận được đơn hay phản ánh nào về việc sư Huấn có hành vi sàm sỡ, dâm ô đối với nam sinh và trước đến nay cũng chưa nhận được phản ánh nào về vấn đề này. Ngoài ra, theo vị lãnh đạo công an xã Trung Tú, sư thầy Huấn có những lời lẽ thiếu tôn trọng với các cụ già trong thôn, hành động không đúng với những gì đã cam kết. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.